Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, có khi nào các bạn cảm thấy sự trưởng thành hiện tại của mình là quá khắc nghiệt hay không? Trưởng thành cũng chính là lúc chúng ta, những người trẻ nhận ra mình đang bơi trong vòng xoáy hối hả của cuộc sống. Đó là nơi mà trách nhiệm, áp lực, công việc, nhiều mối quan hệ luôn luôn kề bên và đôi lúc khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng, không có sự lựa chọn nào tốt hơn ngoài việc thẳng thắn đối mặt với sự thật nghiệt ngã của cuộc sống và bắt đầu làm những việc tốt nhất cho bản thân để sau này bạn không phải hối hận. Sau đây là 14 bức tranh phản ánh bản chất của cuộc sống này. Mỗi người xem sẽ tìm thấy những ý nghĩa khác nhau tùy theo cách nhìn nhận của mình. Thế nhưng, chắc chắn một điều là chúng đều mang đến một thông điệp của cuộc sống. Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công theo dõi các bạn nhé! Bức ảnh thứ nhất, người giơ tay về phía bạn chưa chắc họ đã thực lòng muốn cứu bạn. Những người từng trải, họ luôn có câu, không gì không thể xảy ra, rồi dần dần họ có tạo cho mình tâm lý đề phòng trước mọi chuyện, mọi người. Có thể bạn nghĩ họ là người đa nghi, nhưng thực tế thì sự đề phòng ấy cũng là hoàn toàn có cơ sở. Trong những năm gần đây, chúng ta có thể thấy nhiều vụ việc tranh cãi liên quan đến việc người thân, bạn bè hoặc ngay cả vợ chồng cũng tàn giã, kiện cáo nhau ra tòa. Thậm chí là có một số người vì vấn đề nào đó đã khiến người bạn của mình ngày nào mãi mãi ra đi. Đó là lý do dù có thân đến mấy, chúng ta vẫn phải có sự đề phòng nhất định, một khoảng cách vừa đủ để tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh các bạn nhé. Bức ảnh thứ hai, đôi khi cuộc sống có nhẹ nhàng thoải mái hay không là cách bạn lựa chọn con đường đi như thế nào. Có rất nhiều người luôn than phiền rằng, tôi mệt quá, tôi khổ quá, hay tại sao cuộc sống này lại khắc nghiệt với tôi như thế. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, than phiền như thế liệu có tác dụng gì hay không? Nó có làm cho vấn đề của bạn mất đi hay không? Mỗi người có một cuộc đời là của riêng mình, trong cuộc đời đó lại có vô vàn cách sống. Nhiều người chọn cho mình cách vui vẻ, đứng ngoài mọi chuyện. Có người lại lựa chọn cho mình cách dấn thân. Còn có cả người vì đam mê mà sẵn sàng chịu mạo hiểm. Nhưng cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một, sống cho bản thân mình mới là cách sống tốt nhất. Con người vốn dĩ chỉ sống một lần trên đời. Bạn còn đợi đến bao giờ mới sẵn sàng làm những điều mình thích, sống vì mình chứ không phải vì người khác. Người sống tốt cuộc sống của mình là người biết cách hưởng thụ cuộc sống. Người không ngần ngại tìm kiếm những điều khiến bản thân thoải mái, càng không vì tiết kiệm mà đắn đo khi quyết định mua một món đồ mang lại niềm vui cho mình. Đấy mới là cuộc sống, có thể khiến bạn vui vẻ, hạnh phúc để sau này bạn có thể mỉm cười nhớ về nó khi xế chiều. Bức ảnh thứ 3, không quan trọng bạn đi nhanh hay chậm, điều quan trọng là đi đúng hướng. Phương hướng không đúng thì càng cố gắng bao nhiêu, càng gian nan bấy nhiêu. Cách đây một thời gian, có một câu nói trên Internet được nhiều người thả tim, đó là rất nhiều người nói rằng lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Hay nói đúng hơn là sự lựa chọn đúng đắn quan trọng hơn nỗ lực mù quáng. Không biết các bạn thì sao? Nhưng với tôi thì câu nói này quả thực vô cùng đúng. Lý do tại sao nhiều người không thể tập trung là vì họ không biết cái nào quan trọng hơn với mình. Họ sẵn sàng cầm mọi thứ trong tay hơn là đưa ra những lựa chọn khó khăn. Vì vậy, họ cứ nhắm mắt lại và đi làm mỗi ngày, ôm đùm cả mớ việc vặt nhưng cuối cùng thấy rằng họ chẳng tiến bộ gì cả. Những người có tư duy, có hướng đi đúng đắn sẽ biết cách nói không với các hành vi và sở thích vớ vẩn. Biết nên làm gì và phải làm gì, tập trung năng lượng chính của họ vào các mục tiêu quan trọng nhất. Cánh cửa cuộc sống vốn dĩ đã hẹp thì không thể được nâng cao bằng một việc cắm đầu nỗ lực. Biết khi nào nên từ bỏ, khi nào nên tấn công và khi nào nên bật dậy quan trọng hơn là việc ngày nào cũng đâm đầu đi theo một hướng mà không biết là đúng hay sai. Bức ảnh thứ tư, nắm trong tay nhiều tài nguyên đến đâu không quan trọng. Điều quan trọng là cách bạn sử dụng tài nguyên như thế nào. Nếu bạn không biết cách sử dụng chúng thì vĩnh viễn không bao giờ là đủ. Bạn mua một quyển sách nhưng trên giá sách nhà bạn vẫn còn cả tá sách chưa đọc. Bạn mua mỹ phẩm mới nhưng bạn đã có rất nhiều mỹ phẩm chưa dùng đến và hiếm khi được sử dụng trong tủ đồ. Bạn sắm một chiếc điện thoại mới nhưng chiếc bạn đang dùng vẫn hoạt động hoàn toàn ổn và có mọi chức năng bạn cần. Trong cuộc sống của nhiều người, đây là chuyện thường ngày ở huyện. Tuy nhiên, rất ít người nhìn nhận được đó là sự lãng phí.
mà sự lãng phí này nếu như không sớm được điều chỉnh thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự thành công như bạn hằng mong muốn. Do đó hãy học cách tận dụng tối đa những thứ mình đang có nhé. Bức ảnh thứ 5. Có một ngày bạn cảm thấy cuộc sống thật gian nan, nhưng như vậy thì thành quả gặt hái có thể sẽ rất to lớn. Trong cuộc sống, muốn tận hưởng cảm giác của thành công thì không thể không trải qua những khó khăn và cay đắng. Chẳng có giàu sang, hạnh phúc hay thành công nào đến một cách dễ dàng và tự nhiên với những người không biết chịu khó, chịu khổ. Đôi khi chúng ta chỉ nhìn được sự hào nhoáng của thành công mà không biết rằng đằng sau đó là bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Ngay cả khi bạn bước trên con đường mà bạn chọn là tốt và gần nhất để đến với thành công cũng không thể thiếu đi những gian nan, vất vả. Bởi vì con đường thành công không bao giờ trải thảm hoa hồng. Bức ảnh thứ 6. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc khôn ngoan. Đừng làm việc khôn ngoan, hãy làm cho đúng. Khi bạn có quá nhiều giải pháp thì hãy sáng suốt chọn ra một phương án phù hợp nhất đối với mình để thực hiện. Có một ví dụ thực tế. Một người làm việc chăm chỉ, anh ta chăm chỉ cuốc đất lao động vất vả. Trong khi một người thông minh, họ sử dụng máy xúc. Vẫn trong một khoảng thời gian ấy, người nào biết cách sử dụng đòn bẩy thông minh, người ấy dễ dàng đạt được thành công và nhanh chóng. Người làm việc chăm chỉ cuốc đất, họ thiếu đòn bẩy làm việc vất vả hơn, lâu thành công hơn. Bài học ở đây là hãy kết hợp cả hai yếu tố đó là làm việc chăm chỉ cộng làm việc thông minh. Phải có tư duy đúng, chiến lược đúng, công cụ đúng. Bức ảnh thứ 7. Thay đổi góc nhìn, thay đổi suy nghĩ, không có đúng cũng không có sai, mà chỉ là cách nhìn khác nhau của bạn về sự vật hiện tượng mà thôi. Hãy luôn đặt mình vào vị trí của người khác để có cái nhìn toàn diện. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta chẳng thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng họ đang trải qua biến cố gì, đang khó khăn ra sao? Người xưa vẫn thường nói, có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác. Có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác. Cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Quả thật, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Bức ảnh thứ 8. Không cần bảo thủ quy tắc, dám sáng tạo làm những điều mới mẻ để vượt xa hơn đối thủ. Có nhiều người cho rằng sự sáng tạo chỉ dành cho các nghệ sĩ và nhạc sĩ, còn những người bình thường thì dường như chẳng cần phải quan tâm đến sự sáng tạo làm gì. Nhưng không, sáng tạo luôn đóng một vai trò quan trọng trong phòng họp, lớp học hay thậm chí là những nhà máy. Và thực tế là nếu bạn có thể rèn luyện sự sáng tạo cho bản thân thì sẽ mang lại nhiều lợi ích vô cùng to lớn cho cuộc sống và công việc của bạn. Thế nhưng đôi khi, nhiều người thấy bạn làm việc quá sáng tạo, quá hiệu quả, họ sẽ nảy sinh lòng đố kỵ và nhiều người thường đưa ra những lời khuyên đầy cám dỗ, nhưng thực chất đó lại là những suy nghĩ vô cùng sai lệch. Nhưng hãy nhớ rằng, đối với nhiều người, sự sáng tạo lại là một điều gì đó xa vời và khó hiểu. Họ có thể coi đó là rủi ro, là lãng phí thời gian, hoặc đơn giản là họ không hiểu cách phát triển của sự sáng tạo là như thế nào và nó có ích ra sao trong cuộc sống. Bởi vì điều này nên họ thường sẽ đưa ra những lời khuyên sai lệch như thế. Và việc của bạn là hãy bỏ ngoài tai và cứ tự do làm những gì mà bản thân mình hứng thú nhất, sáng tạo nhất. Bức ảnh thứ 9. Thành công đôi khi đánh đổi bởi giây phút chán nản trong hành trình. Nếu bạn muốn bỏ cuộc ngay từ bây giờ thì hãy nhớ lại những lý do khiến bạn bắt đầu cuộc hành trình ấy. Người thành công là người kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Những lúc bạn muốn bỏ cuộc và từ bỏ tất cả, một phần là vì bạn đều đã quên mất những gì đã khiến mình phải dốc sức đến thế này. Người ta thường nói cuộc đời không phải con đường trải đầy hoa hồng. Vì vậy bạn đừng phí hoài vì những thứ đã trôi xa về phía sau. Nếu bạn thất bại, bạn bất hạnh, bạn đau khổ, bạn cứ cho phép mình khóc, mình buồn đi. Nhưng hãy tự biết kéo bản thân mình đứng dậy, bước ra khỏi nỗi tủi hờn, bi lụy của bản thân để ngày mai lại có đủ dũng khí và sức lực mà bước tiếp, mà sống một cuộc đời tươi đẹp, bạn hiểu không? Thái độ của bạn khi đối mặt với nghịch cảnh sẽ quyết định con đường mà bạn đi và cái đích mà bạn tới. Chén nước vô tình bị đổ mất một nửa, bạn có ngồi than thân trách phận, chửi đời, chửi mình, oán trách người khác cũng không thể hốt số nước đã đổ. Tại sao bạn không vui vì vẫn còn nửa chén nước còn lại, không nghĩ rằng mình may mắn, vẫn không đổ hết cả chén. Mà biết đâu, chén nước có đổ hết, bạn sẽ được người ta rót mời chén mới. Hoặc
bạn tự đứng dậy đi tìm nước uống, biết đâu không phải chỉ có một chén mà gặp cả dòng nước mát lành. Bức ảnh thứ 10. Bạn có biết người ở bên cạnh mình là thiên thần hay quỷ dữ? Trên đời này, thứ khó đo lường nhất chính là lòng người. Có lẽ rất nhiều người ở đây đã từng là người bị hại và bị chơi khăm bởi chính những người quen biết, bạn bè thân thiết hoặc là những người mình từng giúp đỡ, đúng không? Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người nhất định phải có. Có đôi lúc, sự thiện lương và đơn thuần của bạn lại không phải việc tốt, bởi vì sẽ có một số người lợi dụng điều đó để chiếm lợi từ bạn. Làm bạn tổn thương xong, họ còn mắng bạn gốc. Lương thiện là chuyện tốt, nhưng chúng ta cần có nguyên tắc riêng. Cứu chuyện cấp bách, không cứu cái nghèo. Giúp người gặp khó, không giúp người lười. Học cách đặt lòng tốt đúng chỗ, để sự lương thiện của bạn cho người xứng đáng có được. Bức ảnh 11. Ngày nay, nhiều người sống vô tâm, chỉ biết nghĩ đến bản thân, họ chẳng bao giờ quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhiều người hỏi tôi, có sợ người ác không? Tôi trả lời, tôi không sợ. Người ác dù thể hiện ra ngoài tướng mạo hay ẩn sâu trong mưu đồ thì cũng là thứ bạn không khó để nhìn thấy. Tôi cũng không sợ người xấu vì cuộc sống có hai mặt, sai và đúng. Kẻ xấu thường làm điều sai và hãy tin rằng không ai để cho kẻ ấy làm điều sai mãi mãi, bởi vì chẳng có cái sai nào mà không phải trả giá. Tôi sợ nhất là hai kiểu người, người vô tâm và người ích kỷ. Kẻ vô tâm thường không làm gì cả. Kể cả khi bạn có gặp những tình huống nguy hiểm, họ sẽ điềm nhiên lướt qua những tiếng kêu cứu của bạn. Trong gia đình, một kẻ được cho là vô tâm, gần như không quan tâm bất cứ một chuyện gì lẽ ra họ phải làm. Một ông chồng mặc nhiên ngồi chơi game, mặc cho vợ ngày này đến ngày khác đón con, đi chợ, nấu cơm, rửa bát. Một bà vợ thậm chí không biết chồng mình đang khỏe hay đang yếu, thấy yếu cũng bắt phải ra đường làm lụng cho xứng mặt đàn ông, miễn là mang được tiền về. Một đứa con không cần biết cha mẹ khổ sở vất vả thế nào, không những không giúp được chút việc gì mà chỉ ăn với tận hưởng và đòi hỏi quyền lợi. Bức ảnh 12. Tham vọng lớn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, áp lực, cuộc sống luôn căng thẳng và không hạnh phúc. Nhiều người hiện nay đang không thể phân biệt được khát vọng và tham vọng. Có nhiều điều giữa cuộc sống chỉ cách nhau một màng ranh giới mỏng manh. Rất dễ nhầm lẫn, khát vọng và tham vọng cũng thế. Khát vọng là những mong muốn của con người về những điều lớn lao, tốt đẹp với một sự thôi thúc mạnh mẽ. Tham vọng cũng giống khát vọng nhưng mức độ cao hơn. Một người quá tham vọng có thể sẽ suy nghĩ quá nhiều, luôn nghĩ mọi cách để đạt được tham vọng đó, dẫn đến mệt mỏi, hao tốn thời gian, thêm lo lắng và áp lực cho bản thân. Những bạn trẻ chưa đạt được thành công, thành tích hay công lao gì thường ôm tham vọng lớn. Nhưng bạn nên biết giới hạn, nắm rõ khả năng của mình để không phải rượt đuổi theo những giá trị hư ảo ngoài tầm với. Bức ảnh 13. Nhiều người vô tư hưởng thụ trên thành quả lao động của người khác mà không một chút lăn tăn. Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, máu lạnh với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Ra đường gặp cái đẹp không mảy may rung động, gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu, cái ác không dám lên án, không dám chống lại. Trước đây, vô cảm chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, nhưng bây giờ đang có chiều hướng lây lan. Nếu không có những biện pháp ngăn chặn thì có thể trở thành một căn bệnh có tính xã hội. Như vậy, những hành vi vô cảm không chỉ đơn thuần làm hủy hoại nhân cách con người mà còn làm xói mòn nền tảng đạo đức, làm rối loạn trật tự xã hội và xa hơn nữa là kìm hãm sự phát triển của đất nước. Bức ảnh 14. Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Không dưng lao động mà có cái để ăn được. Không lao động dễ dẫn đến những suy nghĩ sai lệch. Như trong cuộc sống chúng ta đều thấy những con người lười lao động đều là những con người hư hỏng và là thành phần xấu trong xã hội. Khi họ lười lao động, họ sẽ nghĩ đến việc xấu như ăn cắp, ăn trộm để có được thứ mà ăn, để tồn tại. Lười lao động chỉ nghĩ đến những hành vi xấu trong xã hội, không tạo nên những điều tốt đẹp được. Bạn đã có cho mình những nhìn nhận về những bức ảnh đó hay chưa? Hãy cho Bí Quyết Thành Công cùng biết với nhé! Thời lượng video đến đây là kết thúc rồi. Bí Quyết Thành Công rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Đội ngũ biên tập rất mong sẽ nhận được thêm nhiều chia sẻ hơn nữa của các bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên bớt chút thời gian để nhấn đăng ký kênh cũng như like video này của Bí Quyết Thành Công nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Bí Quyết Thành Công.